cảnh đẹp cho Tết 2020. Hoa hồng ngoại màu đỏ, tục lệ trưng cây cảnh ngày Tết để thể hiện sự đầy đủ, sung vầy, may mắn hay tài lộc đầy nhà, mang lại không khí vui tươi cho ngày đoàn tụ gia đình đã có từ rất lâu và được duy trì đến ngày nay vào mỗi dịp Tết đến. Những loại cây thường được trồng để làm đẹp cho ngôi nhà hay mang đến phong thủy tốt lành cho những ngày Tết đó là mai, đào, quất, bưởi, cúc, ly, hoa hồng, dại yến thảo và còn nhiều hơn thế nữa. Tại video này Trang chỉ nói về hoa hồng ngoại màu đỏ, còn những loại hồng ngoại khác Trang sẽ đề cập ở những video tiếp theo. Bao đời nay, hoa hồng màu đỏ vẫn để tượng trưng cho tình yêu, cho may mắn và tài lộc. Bởi vậy, nhiều người cho rằng nếu trưng các cây hồng ngoại màu đỏ trong những ngày Tết thì cả năm sẽ may mắn, làm ăn phát đạt, tài lộc đầy nhà và có tin hỉ trong năm mới. Hoa hồng ngoại chơi Tết màu đỏ được đánh giá là có rất nhiều giống đẹp hơn hẳn các màu khác. Phải kể đến tới đó là hoa hồng Pháp Brown Royal, bông to, khủng, cánh xếp tinh xảo, hương thơm đậm và bông cực bền cả tuần chưa tàn. Hoa hồng Nhật Phát Đề Đéc đang được săn tìm rầm rộ trong Tết 2020 này bởi hoa thơm, form cánh khung, cúp tròn trịa, cánh kép mà mùi thơm dễ chịu. Nếu thích hoa hồng ngoại chơi Tết màu đỏ cánh xếp lạ như sen Phật Bà, bông to và sai hoa thì hoa hồng Sophie bạn không nên bỏ qua. Hoa hồng ngoại Red Leonardo da Vinci là để dành riêng cho những ai thích hoa hồng ngoại màu đỏ và bung bền. Bông to mà màu đỏ tươi rói, không một vết gợn là lý do nhiều người lại thích giống hồng ngoại đỏ Femme Saphel. Trên đây là một số giống hồng ngoại màu đỏ vô cùng nổi bật mà Trang muốn giới thiệu tới các bạn. Có rất nhiều giống hồng ngoại đẹp, độc và lạ Trang sẽ chia sẻ với các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.